Trước mùa giải mới của giải bóng đá phong trào truyền thống Thiên Long Cup, câu lạc bộ Đạt Tính Minions của ông bầu Nguyễn Phước Thuận đã mang về cho mình một tân binh sáng giá và là một cái tên rất quen thuộc với những khán giả V-League. Tiền đạo khét tiếng này hứa hẹn sẽ mang đến rất nhiều pha lập công quan trọng cho đội bóng của mình, cũng như góp phần tăng thêm sự hấp dẫn cho Thiên Long Cup. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị dành cho Thể thao 24 Cộng hôm nay và xin hẹn gặp lại vào những bản tin tiếp theo. Huỳnh Kesley, đây sẽ là câu trả lời đến từ chân tình chuyên ngang. Nhưng đây là đẳng cấp của Huỳnh Kesley. Qua cái sự thể hiện Huỳnh Kesley ở trên sân Phước Long A thì chúng tôi lập tức tiếp xúc và cầu thủ này cũng vui vẻ nhận lời về với đội Đạt Tính. Nhanh, gọn và quyết đoán, đó là cách làm của ông Nguyễn Phước Thuận, một ông bầu khá nổi tiếng ở Xới Phủ, Thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch câu lạc bộ Đạt Tính Minion đã có bước đi rất quyết đoán trên thị trường chuyển nhượng trước giải Thiên Long các đội mạnh 2020 khi đưa về cựu tiền đạo của Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh Huỳnh Kesley Alves. Với con bài vô cùng chất lượng này, huấn luyện viên Võ Thạnh Phương sẽ có rất nhiều phương án tấn công cho mùa giải mới. Vị trí Huỳnh Kesley thì cho bạn ấy là chơi vị trí hậu công, là chơi tự do, hạn chế hỗ trợ phòng ngự thôi. Đội Đạt Tính cần có một con người như vậy để khi trong quá trình thi đấu thì cái sự kinh nghiệm trên sân nó đòi hỏi yếu tố quyết định của trận đấu. Huỳnh Kesley Alves đã bước sang tuổi 39, nhưng những pha xử lý và dứt điểm của anh vẫn rất đẳng cấp. Tại giải đấu Sài Gòn Premier League, tiền đạo gốc Brazil đã thổi một làn gió mới vào lối chơi của câu lạc bộ chân tình với sự biến hóa khôn lường trên hàng công. Anh liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương và tạo ra khoảng trống cho các đồng đội. Bên cạnh đó, Đạt Tính Minion còn chiêu mộ được cầu chuyên là tiền đạo hổ của Đắk Lắk với những sự bổ sung vô cùng chất lượng cùng các siêu phổi của Sài Thành như Tuấn Vinh, Hoàng Cao, Đại Neymar. Đạt Tính Minion rất tự tin sẽ tiến sâu ở giải đấu. Những đối thủ mà sẽ Đạt Tính sẽ đối đầu thì Tấn Vinh đánh giá chắc Holding là một trong những đối thủ mạnh. Mục tiêu của đội thì cũng đặt ra trong top 3 của giải. Mục tiêu của chúng tôi vẫn như cũ, nghĩa là đi đến trận cuối cùng của mùa giải. Cách đây 4 tháng, Đạt Tính Minion đã xuất sắc lên ngôi vô địch ở giải đấu thấp hơn của Thiên Long Cup. Tại giải các đội mạnh lần này, đoàn quân của Bầu Thuận sẽ đối đầu với 7 đội bóng tên tuổi khác tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó có nhiều đối thủ đáng gờm như GM Holding và Thái Sơn Nam. Khó khăn đang chờ đợi ở phía trước, nhưng với làn gió mới Huỳnh Kesley, biết đâu khoảnh khắc này sẽ một lần nữa đến với Đạt Tính Minion. Trải nghiệm thế giới thể thao sống động trên truyền hình FPT và ứng dụng 4C.